Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu video clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Vũ Trọng Tín, anh em Anh Bùi, anh em Ròm, anh em Hoàng Sơn Tùng, anh em Nguyễn Thanh, anh em Magic Chat King, anh em Quân Chu và anh em Quang Minh Trần. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn toàn thể các anh em rất là nhiều. Đầu game này thì tôi có được cái con Sandbox Exit này. Nên là tôi lấy đồ nó cũng hơi khác một chút nha anh em nhá. Bình thường thì sẽ lấy những cái đồ đánh tay, đánh Hunter, mà trận này nó ra con Sandbox. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ lấy những cái món đồ mà có thể tăng sức mạnh của cái con này lên. Ok. Đấy. Khi mà lấy đồ như này thì cái cú bổ con này nó rất đau. Cái bộ đỏ nó ở giai đoạn đầu game nó yếu bởi vì nó không có đam. Nhưng mà cái con này nó kết hợp đỏ thì nó có khá nhiều đam anh em ạ. Đỏ mà kết hợp với cả con Senbo này đầu game là cũng có thể đánh được chuỗi thắng đấy. Bốn đỏ này. Thì chắc đánh đỏ nhỉ. Trận này nhìn truyền thuyết đỏ mạnh phết đấy anh em ạ. Đỏ ở trong truyền thuyết trận này là có rất nhiều con tướng. Ví dụ Light Spirit này, có Dark Spirit này, rồi thì còn có cả con Battleman nữa. Đấy, rất là ok. Mà nghe nói là sắp tới là cái meta nó sẽ có thay đổi rất là nhiều sau update. Đấy, đặc biệt là cái bộ Shaman và cái bộ đỏ. Cái bộ đỏ bộ Shaman có cái con tướng cùng một cái con tướng là con tướng Storm Shaman ấy, nó đã được đưa lên 5 tiền. Chính vì thế cái bộ đỏ và cái bộ Shaman nó sẽ rất khó chơi. Shaman bây giờ là bắt buộc là sẽ phải câu ra gấu anh em ạ. Không ra gấu ấy là sẽ không chơi được 4 Shaman nữa. Đấy, đỏ thì cũng thế, rất khó chơi. Khi mà cái trong cái bộ đỏ ấy, cái con Bad Omen và cái con Storm Shaman nó đều 5 tiền anh em ạ. Vậy là chúng ta nếu mà chơi 6 đỏ ấy cũng rất là khó luôn. Đấy, thế nên là tôi nghĩ là có thể là meta sau nó gọi là lép cái bộ đỏ đi đấy. Lép bộ đỏ, bộ Shaman đi. Anh em có thể thấy là đến thời điểm hiện tại ấy, là kể cả đến sau update tiếp theo thì cái bộ Hunter Aegis họ vẫn không có động đến. Bởi vì là thực ra ở trong meta này ấy, nó đã là khá cân bằng rồi. Nó cũng không quá mạnh, nó cũng không quá imba để mà phải lép anh em ạ. Tôi thấy là cái meta này là một trong cái meta cân bằng nhất rồi đấy. Tôi rất là thích chơi và tôi rất là mong muốn cái meta này nó sẽ kéo dài một thời gian nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là trong vòng khoảng 1 đến 2 tuần nữa là sẽ có cái update mới thôi. Đấy, và sang update mới thì tôi đảm bảo với anh em luôn là nó sẽ lại mất cân bằng thôi. Bởi vì có thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi rất nhiều thứ. Và tôi thấy là tôi đọc qua thì tôi thấy là có vẻ như cái bộ 9 Feather nó sẽ là một cái bộ hot đấy. 9 Feather nó sẽ là một cái bộ mà tương đối hot trong cái meta mới. Bởi cái khả năng của cái bộ Feather nó thay đổi. Nó có thêm cái khả năng tàng hình nữa. Một trong những cái rất là hay, nó có thể trú ẩn được. Thứ hai là gì? Cái con tướng Tabu Witcher là một cái con tướng rất là khó chịu. Bây giờ hiện tại nó mới chỉ là một cái con tướng một đô là có thể là chơi là nó đã khó chịu rồi. Nhưng mà sang cái meta mới ấy, cái con đấy nó lên là gì? Nó lên là 4 đô. Một cái con tướng 4 đô anh em ạ, với khả năng là burn mana cực kỳ khó chịu luôn. Và đúng là kiểu là anti-mage luôn đấy. Đúng kiểu anti-mage luôn. Khi mà bây giờ cái bộ Feather kẹp cái con đấy chưa chắc đã coi như là thua mage đâu nhá. Cái con đấy không cần phải là kẹp với cả 6 cá luôn anh em ạ. Bởi vì là nó có sẵn cái nội tại của nó là 50% kháng phép rồi. Đấy, trong khi nó có cái khả năng tàng hình nữa. Khả năng tàng hình này rồi khả năng hóa bóng. Rất khó chịu. Bây giờ cái con đấy nó chỉ cần cầm cái quả cầu vực thảm thôi là gần như là bất tử với cái bọn bét. Mà thậm chí là còn không cần cái quả cầu vực thảm đâu. Tôi nghĩ là chỉ cần cầm cái áo mưa thôi. Cái áo mưa, cái đồ nó gọi là cái đồ xám ấy. Tăng thêm 25% kháng phép là nó là đã lên tới là 75% kháng phép rồi. Thực sự là kháng phép và rất mạnh. Cuối game đúc thêm đồ tăng cơ nữa vào thì chắc là bất tử. Mà cái bọn mết nó rất sợ con đấy. Bây giờ cứ con nào mà kiểu tung trưởng xong ấy là cái con Tabu Witcher nó full mana một cái là nó bứa con đấy mà. Bứa vào con đấy là khi mà tung trưởng rồi là hết mana, là cái sức mạnh của cái trưởng của con Tabu Witcher nó dựa vào cái lượng mana đã mất. Sau đó nhân với cái hệ số ở level 2 là nó sẽ là nhân với cả 6 lần. Tức là nếu mà một cái con mà nó tung trưởng ấy, nó sẽ mất hết mana thì nó sẽ là không mana. Đấy, tức là nó mất 100 mana đúng không? 100 mana nhân 6 lên, nó sẽ gây ra là 600 đam phép đến một cái con tướng.
Nghe thì có vẻ là yếu nhưng mà thực ra là nó lại khá mạnh. Bởi vì 600 đam này nó là đam phép và nó gây ra AOE, chứ nó không phải là gây ra cho một con cái con tướng. Tức là cái con tướng mà nó tung trưởng vào ấy, là xung quanh cái con đấy cho vào một ô là nó cũng bị dính cái trưởng đấy luôn. Đấy, và mất 600 đam phép gây ra. Khá là nhiều đấy. Tôi nghĩ là 600 đam là nó cũng tương đương với cả một con Thunder. Một con Thunder xòe trưởng rồi. Khá là khỏe. Ngoài ra thì nó có cái hiệu ứng gây choáng nữa. Khó chịu phết đấy anh em ạ. Úi dồi, Sandbow Exit lên được 2 sao rồi này. Thế thì ngon quá nhở. Được đấy. Chơi đỏ đánh chữ thắng luôn này. Chơi bình thường là chơi đỏ là thường là sẽ hay eco. Xong late game khi mà máu xuống thấp thì bắt đầu mới là comeback. Đây tôi đánh đỏ đánh chữ thắng luôn. Thường là ra con Sandbow chúng ta đánh được chữ thắng anh em ạ. Sandbow lấy đúng đồ nó, lấy giống như là tôi lấy ấy. Thì là chắc chắn là sẽ đánh nó rất là dễ, rất là khỏe. Lên 7 chúng ta kẹp thêm gót nữa vào. Ok, trận này có mết này, ra con già sớm đấy. Rao 9 nó ra con già rồi. Cái con Tabu Witcher mà sau khi nó update thì khả năng là cái sức mạnh của nó sẽ phải thay đổi một vài lần. Tôi nghĩ là như thế. Khá mạnh luôn. Công thủ toàn diện. Công thủ toàn diện này, xong rồi lại sát thương thì lại đa dạng. Sát thương ma pháp cũng có, mà sát thương vật lý cũng có luôn. Đấy. Rất là hay ở cái con đấy. Nó lại còn khó chịu cái là burn mana đối thủ, không cho đối thủ là có thể tung được trưởng. Còn cái gì nữa? Nếu mà kiếm thêm một cái blink cho nó nữa, móc sang hàng đằng sau, sau đó rồi burn mana của những cái con co, ví dụ như con già hay là những con rớt giết các thứ ở đằng sau, cũng hay đúng không? Ngoài ra có một cái mà tôi vẫn chưa nhắc đến là cái tôi cũng chưa biết là nó có cooldown ở cái trưởng của nó không. Bởi vì là không thấy nhắc đến ở trong cái update. Thì không biết là có cooldown không. Nhưng mà theo những cái gì mà tôi đọc được ấy, thì có vẻ như là không có cooldown. Tức là nó chỉ cần cứ mỗi lần burn được 100 mana của đối thủ là nó tung trưởng một lần. Đấy, chứ còn nó không có cooldown. Tức là nếu mà chúng ta burn càng nhanh mana của đối thủ thì chúng ta càng tung được nhiều trưởng. Thế thì chắc là cái chấn phái của nó sẽ là cái Manta rồi. Cái gương nó sẽ là cái đầu tiên burn được rất nhiều mana luôn. Đấy, tiếp theo là những cái món đồ mà tăng tốc đánh. Càng tăng tốc đánh nhanh thì càng burn được nhiều mana. Tôi nghĩ là như thế. Chấn của nó sẽ phải là cái gương và những cái món đồ tăng tốc đánh. Đấy, thêm cái blink nữa cho nó gọi là móc sau. Thế thì con này nó khác gì con ở trong Dota đâu đúng không? Con Ultimate ở trong Dota cũng chỉ đến thế đó cùng. Nó có burn mana này, có blink này. Xong rồi là chuyên đi săn mấy con phù thủy. Cứ thấy con phù thủy nào là blink ra, xong rồi chém mấy cái. Đấy, hết mana thì tung trưởng Ultimate thôi. Giống thật đấy, tôi thấy khá là giống đấy. Bây giờ là có thêm cái nếu mà kết hợp với cả 9 Feather thì nó sẽ là cái Shadow Blade đúng không? Thế là thành là cầm thêm Shadow Blade nữa, đi săn nữa. Quá căng. Nghe đã thấy là bá đạo rồi anh em ạ. Bá đạo đấy. Đấy. Ui đao này có khi tôi thua không nhỉ? Căng ấy. Căng ấy, căng ấy, căng ấy. Ui mày quá. Bổ lại càng đằng sau có thể ăn được con này. Được. May thật sự anh em ạ, tí nữa thì mất chuỗi. Rao này là hơi liều đấy. Up cấp lên phát đã. Cho thêm gót vào. Trận này anh em bảo tôi có nên làm content không? Kiểu kết hợp với cả đỏ này, với cả con Sable Exit, với cái bộ Half Orc. Chơi thử không? Chưa bao giờ kết hợp như thế nhỉ. 6 đỏ kết hợp với cả 4 Havoc, kết hợp với cả 2 gót được. Hên hên mà ra được 2 cái dấu ấn thần thánh thì nó sẽ là 4 gót, nó vẫn sẽ là 4 gót thôi. Tất nhiên là chơi kiểu đấy thì nó cũng sẽ không được mạnh. Nó không quá bá đạo. Ơ kìa, tôi vẫn thua đâu này đấy. Ui may quá anh em ơi, chưa chắc. Chưa chắc đâu. Ờ con gấu chết rồi. Ui từ từ nhá. Không, vẫn có thể. Vẫn có thể, đúng rồi, cho nó. Không cho nó đánh, đúng rồi. Hay quá. Vẫn giữ chuối. Quá tuyệt vời. Đủ 4 hát bóc rồi này. Thiếu một con Grand Herat nữa.
Lên level 8 à? Như này không? Tôi nghĩ như này ngon hơn đấy. Bây giờ hai gót, nhưng mà tôi thấy hai gót có vẻ như là cái cooldown của nó cũng chưa được nhiều. Để như này dí vào người đối thủ ngon hơn. Nó lao thẳng vào người của cái chỗ mà những cái con mà nó tụ vào đông nhất thì nó lao vào. Ok chưa? Được không? Cắt chuối thằng này không? Ui thua rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Thằng này to đấy. Level 6 cắt được chuối cho tôi này. Rồng Exorcist à? Exorcist. À, thằng này chơi Exorcist trong tí chuyển sang Witcher rồng anh em ạ. Ok. Có chúa quỷ, có chúa quỷ. Trận này có chúa quỷ đấy nhá. Thôi thế nên lại bổn cú soạn lại thôi. Mà bây giờ mà ông nào mà đang rất là đam mê với cái bộ ngu long hóa hình kẹp với chúa quỷ ấy, thì tốt nhất là lên sở farm đi. Chứ còn để sang beta sau thì thôi, xác định luôn là không chờ được nữa anh em nhá. Có cái sự thay đổi rất nhiều trong cái bộ đấy đấy. Bây giờ là tất cả những cái con trên bàn cờ đều biến thành demon nếu mà chúng ta tìm được 4 Witcher. Đấy, nhưng mà sau khi update thì nó không còn là demon nữa. Sau khi update thì chỉ có con nào nó là thuộc tộc demon thì nó mới tính là demon thôi. Còn những cái con khác thuộc tộc khác khi mà kích hoạt 4 Witcher thì nó chỉ được hưởng cái hiệu ứng đánh xuyên giáp của Witcher thôi, chứ còn nó không được coi là một cái con demon. Chính vì thế này con chúa quỷ nó bị giảm đam kha khá đấy. Giảm đam của chúa quỷ và cũng giảm đam của những cái con tướng không phải demon. Ví dụ như con rồng chẳng hạn. Con Dragon Claw là sau khi update ý, là sẽ không được hưởng cái hiệu ứng của cái con demon, con chúa quỷ ở đâu. Chúa quỷ hú lên là con rồng là không được cộng nữa anh em nhé. Đấy thế nên là chắc là meta sau là cái bộ đấy nó gần như là nó không ai chơi nữa rồi. Bởi vì đầu game thì cái bộ đấy nó cũng đâu có mạnh đâu. Cuối game thì yếu. Nói chung là sau update sẽ có rất nhiều những cái thay đổi ở trong meta đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là thay đổi thì nó cũng vui. Đấy nhưng mà đừng có gọi là mất cân bằng quá là được. Đừng có là nhà nhà chơi Feather, người người chơi Feather. Và tôi nghĩ là nó cũng bắp Feather lên một tí, nên là nó cũng không có giảm sức mạnh của cái bộ Hunter đấy. Tức là vẫn để cái bộ Hunter nó mạnh như thế để có cái khả năng là counter bộ Feather. Tôi đoán là như thế. Chứ còn nếu mà bây giờ mà lép tiếp Hunter ấy thì cái bộ Feather nó sẽ rất mạnh. Nó sẽ quá mạnh luôn. Và ngoài ra nó cũng có một cái điều chỉnh ở trong cái bộ Feather là bây giờ là 9 Feather là chỉ có những cái con Feather thì nó mới được hưởng cái hiệu ứng của 9 Feather thôi. Còn những cái con tướng khác không thuộc tộc Feather thì nó sẽ không được cái hiệu ứng của Feather. Đây nó cũng là một cái nó khá là hay. Nó giúp cho cái bộ Feather nó cân bằng trở lại, chứ nó không quá imba. Đấy chứ còn vừa có khả năng tàng hình lại vừa có tướng co 4 đô rất mạnh. Lại vừa có cái khả năng là lé tránh tất cả những cái con tướng thì thực sự là nó quá mạnh. Chưa tính đến là cái bộ Feather nó gặp những cái bộ mà nó counter vào như là cái bộ 6 đỏ ấy, là gần như là rất ít người chơi đấy. Tôi nghĩ là meta sau không có người chơi 6 đỏ là một này. Thứ hai là ngũ long hóa hình cũng yếu đi. Feather được bắp mạnh lên, khả năng meta nó sẽ là Feather. Anh em thử xem là cái dự đoán của tôi nó có chính xác không nhá. Đấy, có gì sau này nếu mà dự đoán của tôi chính xác, anh em có thể quay trở lại cái video này và anh em comment vào đây. Tôi đây là một cái dự đoán của tôi trước meta. Mà đọc update thì có vẻ như Feather mạnh quá. Saman thì không ai chơi rồi này. Saman bây giờ quá yếu luôn. Khi mà mất hai con tướng 5 đô rất khó chơi. Đấy, ngoài ra thì đỏ nữa cũng không ai chơi. Khó chơi lắm. Trong truyền thuyết là phải có Storm Shaman, phải có cả Battleman. May ra mới chơi được, toàn 5 đô. Nếu mà có một cái sự cân bằng ở trong meta mới, tôi nghĩ là cái bộ gấu nó cân bằng trở lại. Bởi cái vụ là câu gấu là câu ra cả 5 đô ấy, câu ra cả 5 tướng 5 đô ấy thì đấy. Cái bộ đấy không biết là cân bằng trở lại hay là phá game luôn. Trước đây đã có một cái meta như thế rồi, anh em còn nhớ không? Anh em còn nhớ cái trận đấu ấy mà ở round thứ 4 tôi câu ra được con bom không? Xong rồi đến một vài round sau đấy, round 7, round 8 gì đấy tôi lại câu ra được con ca lông. Cái hồi đấy con ca lông là 5 đô. Thế là thôi, coi như là bọn nó quit luôn anh em ạ, dã man. Đợt đấy câu ra được tướng bom này, rồi câu ra được ca lông này. Thế là 6 goblin sớm, thế là bọn nó quit hết luôn. Liệu rằng chúng ta sẽ có được những cái trận đấu mà tái hiện lại là 8 nhà chơi gấu không? 8 nhà vứt gấu vào câu.
Mà bây giờ cái con gấu ấy, nó khi mà nó đẻ ra, nó nổ ra thì nó rất là lợi thế. Bởi vì là bây giờ nó bán là nó bán được 4 tiền anh em ạ. Nó không phải là gấu 2 tiền nữa, mà nó là 4 tiền. Sức mạnh thì có thể như thế nhưng mà tiền thì nhiều hơn. Đấy, câu ra gấu bán đi là được 4 tiền rồi. Rất là ok. Nếu mà không chơi gấu thì vẫn có một cái lượng tiền khá là nhiều. Mà dự nó sẽ là gì? Nó sẽ là eco. Eco câu gấu. Đấy. 8 nhà eco. Eco câu gấu này, eco chơi phe giờ. Toàn những cái lineup eco thôi anh em ạ. Liệu rằng có phải như thế không? Và chúng ta sẽ có một cái meta nó gọi là for fun nhất từ trước đến nay. For fun đến cái mức độ mà chắc là sẽ có rất nhiều người kêu nhà phát hành là xóa game. Tôi nghĩ là như thế đấy. Ngày trước đã từng rồi anh em ạ. Meta sau sẽ rất hợp với các anh em mà thích cái trò đỏ đen. Rất hợp đấy. Và tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu trước cái meta sau rồi. Bây giờ ai câu gấu chả nhẽ tôi lại không câu. Ai eco chả nhẽ tôi lại không eco đúng không? Chả biết thế nào anh em ạ. Thôi thì mọi chuyện hồi sau nó sẽ rõ anh em nhá. Chúng ta chỉ có chờ đợi thôi. Đấy, còn bây giờ thì cái meta vẫn là đang rất cân bằng. Hãy tận hưởng lốt cái meta này đi. Hãy tận hưởng lốt cái bộ 6 đỏ. Tận hưởng nốt cái bộ ngũ long hóa hình. Đấy. Hãy tận hưởng nốt cái bộ Saman đi. Bởi vì meta sau chúng ta sẽ không còn gặp những cái bộ đấy nữa đâu. Còn những cái bộ nào xuất hiện thì tương lai là sẽ trả lời anh em nhé. Ok. Nói là cái meta này tôi rất thích chơi nhưng mà tôi lại rất là háo hức đấy. Anh em ạ, không biết anh em có cái chung cái suy nghĩ của tôi không? Tôi rất háo hức mong chờ cái meta mới. Để xem cái sự thay đổi của cái con tướng Taboo Witcher. Tôi rất muốn test cái con đấy. Hồi mà tôi chơi Dota ấy, là tôi rất thích chơi con AM. Bởi vì con tướng đấy nó làm sao, nó có cái blink anh em ạ. Blink xong rồi dí vào đằng sau đấy, xong rồi là bắt support của địch. Sau đó là tiêu diệt support của địch trước. Sau đó là tất cả quân của chúng ta, đồng đội của chúng ta bắt đầu dí cái con tướng co của đối thủ. Đúng không? Đấy là anh em nghĩ thế. Chứ còn đối với tôi ấy, thì con AM tôi thích chơi bởi vì nó có cái blink. Và tôi có thể chạy trốn ở những cái cuộc canh. Trong cái con Dota đấy thì nói thật với anh em là tôi rất sợ là đánh nhau. Đấy, tôi chỉ có chơi, tôi chỉ có chạy trốn thôi. Bây giờ mà chơi các con tướng khác thì tôi toàn bị ganh thôi. Mà đấy, đánh gà rồi nhưng mà lại rất là thích chơi carry. Đấy, mà chơi carry thì hay bị ganh nên là thường là toàn pick AM để chạy trốn anh em ạ. Quá dã man cái ông này luôn. Được cái là hồi đấy bị người đồng đội, người chơi cùng ấy chửi nhiều. Nên là bây giờ làm YouTube nó cũng dễ hơn anh em ạ, dễ dàng hơn bởi vì mình quen với cái việc mình bị chửi rồi. Đấy, nên là anti chửi nó cũng vô tư, không vấn đề gì. Dã man thật sự. Đấy, chắc là tôi nghĩ là cái quãng thời gian sinh viên, quãng thời gian mà sau khi tốt nghiệp đại học tôi còn chơi Dota thì thực sự là cái quãng thời gian đấy nó là cái quãng thời gian mà tập duyệt trước anh em ạ. Nó là tập duyệt trước để mà sau này làm YouTuber. Bây giờ làm YouTuber mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn bởi vì mình đã quá là quen rồi, chai mặt trước những cái câu chửi rồi. Nên là bây giờ là vô tư luôn. Đúng không anh em? Anh em công nhận đấy không? Thôi, bây giờ không liên thiên nữa, bây giờ vào vấn đề chính này. Có nên làm content không? 6 đỏ kẹp với cả 4 half orc. Hên hên ra được cái dấu ấn thần thánh là chúng ta có 4 god nữa. Có nên chơi như thế không? Trận này có ngũ long hóa hình có liều quá không nhỉ? Mặc dù là hiện tại thì tôi cũng giữ được cái lượng máu khá là nhiều ấy, đúng không? Lượng máu bây giờ là khá là ok. Nhưng mà thực ra đấy là trước round thứ 21. Đấy, còn sau round 21 này thì cũng chưa biết cái chuyện gì xảy ra đâu anh em ạ. Khi mà đối thủ bắt đầu mạnh lên thì cái bộ này bắt đầu nó sẽ yếu đi thôi. Round này lên 9 luôn không? Lên 9 kẹp được thêm God. Time to call the Brazen Saints and overthrow the rule of evil. Cái việc mà chơi hay không ấy, tôi nghĩ là sẽ phải test một vài round đã. Test thì mới biết được.
Nếu mà không chơi được thì chuyển sang gót đỏ thôi. Gót đỏ kẹp với cả Lâm Đô. Đánh ở level 10. Kiểu này thì chắc chắn là lên được 10 rồi. Metalit à? Thằng này vẫn chưa câu ra con gấu Metalit. Chưa câu ra được gấu tổ vô tư. 6 đỏ Metalit thì phải câu ra gấu tổ cơ. Ăn được không? Thua. Cái chuỗi xương nó có thể nói là có hút máu nhưng mà tôi không thấy nó có tác dụng nhỉ. Hút máu rất ít luôn. Đủ 6 đỏ này. Bây giờ đổi cái món đồ cam luôn anh em ạ. Tôi thấy cái chuỗi xương yếu á. Đổi đồ cam lấy cái mà lại hút máu ngon hơn. Chín Exit này. Ủa. May quá, bổ lại hồi được máu kìa. Ui mà nó đẩy căng luôn anh em ạ. Có mặt lạ. Có cả gậy hết luôn. Mà chắc là lấy mặt lạ trước để giữ máu đấy anh em ạ. Bây giờ cầm gậy hết tôi sợ là mấy cái con này nó không giữ được máu đâu. Tạm thời vẫn đang chơi con sen bầu lấy cái này đó. Sau nếu mà có cái gì thì đổi sao. Chúng ta còn cái gậy hack với cái gậy xanh nữa đúng không? Những cái món đồ cam sẽ lấy lốt những cái món đồ đấy thôi. Sau đó là chuyển sang đồ tím. Ok, để xem là có lấy được cái món đó không. Nếu mà lấy được gậy xanh ấy thì có khi là chúng ta lại chuyển lại như kiểu kia. Còn nếu mà lấy bất diệt này, rồi lấy được cái giáp phản, lấy giáp phản nữa thì chắc là tôi sẽ chơi cái con sen bầu đấy. Hoặc là con du xoay. Còn lấy được gậy xanh thì sẽ chuyển sang Storm Shaman chơi đâu. Ui thầy căng nhờ. Mình chơi 6 đá à? Phải 6 đá không? Mình chơi 6 đá à? Bỏ 6 đỏ vào thì ngon hơn. Sáu đỏ kết hợp với hai gót. Lên level 10 thì nó sẽ là 4 gót. Không biết là có lên chơi Half Orc không. Tôi thấy tụt máu kinh quá anh em ạ. Bây giờ còn có 47 máu này. Căng nha. Đấy bọn nó ngũ long hóa hình nó sẵn sàng rồi. Anh em ạ, hai thằng đang chuẩn bị chuyển về ngũ long hóa hình rồi. Rất là sẵn sàng rồi đấy. Level 9 round sau lên được 10 rồi. Nếu mà bọn nó chơi Exit thì còn đánh 6 đỏ thì còn ăn được. Chứ còn bây giờ bọn nó chuyển sang ngũ long hóa hình ấy thì cái bộ đỏ này tôi sợ là không ăn được đâu. Bộ đỏ tăng cơ nó không đánh được với những cái bộ đấy. Nhiều tăng cơ nhưng mà nó đánh nó xuyên giáp, không ăn thua. Riêng chơi với cái mấy cái bộ mà kiểu như là Witcher các thứ ấy là nó phải đôi công chứ không đánh kiểu phòng thủ đâu. Đánh phòng thủ thua ngay. Đổi một đồ cam nữa không? Thế này đổi hết luôn. Gậy xanh à? Gậy xanh này thì có khi là chúng ta lại chuyển lại qua kia nhỉ? Được. Thôi thì lấy gậy xanh vậy. Lấy gậy xanh lấy tạm. Ok. Gậy xanh sẽ giúp cái con này nó gây ra cái lượng đam lớn hơn. Để cái này ngon hơn hay là để 4 gót ngon hơn nhỉ? Như này nó có thêm cái quả khống chế khá là mạnh.
Đấy, bổ rất đau chứ. Được đấy anh em ạ, được. Bổ đau phết đấy. Nhiều khi là chỉ cần một bổ là chết rồi ấy, cũng chả cần gót. Bổ phát đầu tiên đã gần chết hết rồi. Cái chính là nó lao được vào giữa đội hình địch ấy, nó tung một chưởng mà nó gây ra nhiều đam. Với là cái bộ Half Orc này nó có cái khống chế nó khá là khó chịu đấy. Giết được người là nó tiếp tục khống chế, nói chung là khống chế liên tục. Chỉ cần giết được cái con mà nó focus vào thôi là nó có thể là lướt tiếp. Mỗi lần mà nó lướt là nó sẽ, những cái con trên đường mà nó lướt qua nó sẽ khống chế, gây ra cái khống chế trong vòng 2 giây, khá là khó chịu. Dư này không biết là có ăn được Witcher nổi không nhỉ? Có khống chế đấy. Cái khống chế này là nó có xuyên cả BKB luôn đấy anh em. Nó xuyên BKB luôn. Có BKB vẫn bị đóng đá, vẫn bị stun. Khá là khó chịu đấy. Được chưa? Thôi xong rồi, nó lướt ra phía sau này thì thua rồi. Ui, đang này mất nhiều máu nhỉ. Căng vậy. Căng vậy. Ui. Đau. À. Ui, 27 máu á, thề. Ác vậy. Ui, light speed này. Thôi chắc quay xe thôi. Trứng luôn. Hay. Dark Spirit nữa. Thôi thôi, chắc là giải tán bọn này thôi. Sáu đỏ. Ok. Thôi thế thôi anh em ạ, chuyển về cái này cho nó an toàn. Nhận thấy là không ổn là phải chuyển ngay. Không là toang đấy, phải mất công làm lại clip. Rồi, con du này nó gánh được anh em ạ. Yên tâm, du gánh được. Gặp Sama là vô tư. Con du này cầm gậy xanh là thành du 3 rồi đấy. Có hút máu cuối, gậy xanh. Ok, hòa là cùng. Nhưng mà chắc là không hòa đâu. Du là khá mạnh. Cái tầm này bây giờ chắc là chỉ sinh tồn thôi anh em ạ. Tôi xả hết tiền đấy. Gặp Exit lát người luôn ạ. Ui, Light Speed 2 sao này. Được. Ô, quên. Đây. Ok. Light Speed lên được 2 sao à? Được không? Quá ổn luôn anh em ạ. Rồi. Trời ơi, con Light Speed nó gây đam kìa. Chuyện này có vẻ như là có 6 đá. Thậm chí là bây giờ tôi có thể chuyển về 6 đá cũng được ấy. Tôi có Dash Split, có Light Split rồi. Bây giờ lấy mấy con Split vào là có 6 đá thôi. Nhưng mà có cần không, có cần thiết không? Tôi nghĩ là không cần thiết. Để 6 đỏ này ngon.
Tí nữa nếu mà có cái vấn đề gì thì chuyển sang trộm chó được. Nó vẫn là cái bài này thôi. Rất là quen thuộc. Ok, rồi lấy cái dấu hiệu bão đó. Bây giờ mà có đồ thừa tôi sẽ chuyển hết sang cái áo mưa anh em nhé. Best Omen 2 sao luôn này. Quá tuyệt vời anh em ạ. Từ từ đã, không cần. Bình tĩnh, chưa. Quả trứng này tôi sẽ để dành cho con đát nếu mà cần, hoặc là tôi sẽ để dành cho con Storm Shaman để nó lên được 3 sao anh em nhé. Tôi không đập trứng như Battleman đâu, con Battleman bây giờ tự ra thôi. Nói chung là khá là ok rồi. Con Storm Shaman của tôi tung trưởng chậm thật đấy. Ơ kìa, Storm Shaman đâu rồi? Quay đái ạ. Thề. Nhưng mà vẫn ăn được. À, đi rồi. Light Spirit cầm gậy xanh. Ui kìa, trứng này. Quả trứng này có khi đập bố Battleman luôn. Hết slot rồi anh em ạ. Đập đi. Đổi tiếp, tôi sẽ đổi hết áo mưa anh em nhá. Trận này gặp mết, cứ đổi áo mưa thôi. Đánh solo với cả bọn mết, cầm càng nhiều áo mưa càng tốt. 4 cái áo mưa luôn cũng được ấy chứ. Ok. Trận này tôi không sử dụng con Storm Shaman cầm gậy xanh anh em nhá. Tôi cần dồn đam mạnh cơ. À, tôi để Light Spirit cầm dồn đam mạnh hơn nhiều. Đấy anh em thấy không, nổ phát chết tươi luôn cái con tướng, cái con mua ta. Chỉ cần là kích hoạt thôi là chết luôn, cực kỳ mạnh. Đây là con Light Spirit 3 sao anh em ạ, cực kỳ khỏe. Tuy trận đấu thôi, có những cái trận đấu sẽ dồn gậy xanh cho Storm Shaman, nhưng mà trận này thì chơi nó phải là sức mạnh tối thượng của con Light Spirit. Vào phát là Storm Shaman chỉ cần đặt đúng một bãi thôi, không cần phải tung trưởng lần thứ hai. Tung trưởng lần đầu tiên là có thể là tiêu diệt đối thủ luôn rồi. Hiện tại là tôi đã sắm tới 4 cái áo mưa. Những cái con tướng, những cái con co quan trọng nhất nó đang cầm áo mưa rồi. Rất là yên tâm đánh mết lết game luôn. Bởi vì tôi nhận thấy là cái thằng mết này nó đang rất nhiều máu, và solo của nó lết game nó là đương nhiên rồi. Anh em nhìn kìa. Ôi trời ơi. Thực sự là thế luôn. Nó chỉ cần thả nhẹ một cái quả cầu hoặc là một cái bãi static storm của Storm Shaman vào thôi là bay màu luôn. Anh em thấy không? Thậm chí còn con Storm Shaman nó chỉ cần đặt một quả thôi, nó không cần đặt nhiều. Dồn đồ cho con Light Spirit cực mạnh. Nhiều anh em xem tôi chơi cái bộ này, anh em cứ kiểu hơi máy móc khi mà anh em toàn dồn đồ cho con Storm Shaman thôi. Nhưng mà không phải đâu anh em, nó tùy anh em nhá. Có những lúc ấy, chúng ta phải dồn đồ cho Storm Shaman, có những lúc chúng ta lại dồn đồ cho cái con này. Đấy. Và cũng có những lúc chúng ta lại phải dồn đồ cho cái con Swordman. Anh em ạ, nó phụ thuộc vào đối thủ. Tùy. Chứ không phải lúc nào cũng dồn đồ cho cái con Storm Shaman đâu. Rồi. Anh em nhìn này. Bay màu luôn mà. Bay màu luôn. Dã man chưa? Chỉ cần là đứng ở trong cái bãi của con Storm Shaman thôi là bay màu. Kìa anh em nhìn kìa, tôi đẩy đằng kia suýt đi. Nó chỉ còn một round nữa thôi. Round sau gặp tôi chắc là cũng đi thôi anh em ạ. Đỡ làm sao được.
Ngưu Long hóa hình bây giờ phải phải có đồ là cái BKB thì mới thoát được. Còn kể cả lên được Ngưu Long hóa hình có chúa quỷ 2 sao vẫn chưa chắc là ăn được tôi ở thời điểm hiện tại đâu. Khá mạnh rồi. Sao sau có thể là tôi sẽ đổi một cái món đồ cam nữa. Nếu mà cái món đồ tím ấy nó không ngon. Không chịu được à? Khó rồi. Khó cho đối thủ rồi anh em ạ. Lên Light Split 2 sao là gần như là vô địch rồi. Đối thủ thậm chí là bây giờ còn chưa ra được cái bộ đấy. Nếu mà để Exit thì chắc chắn là thua rồi. Thôi đánh lốt cái bộ đỏ tri ân anh em ạ. Sang beta sau chả được chơi nữa. Ui đồ ngon luôn. Đồ ngon thì chắc là BKB anh em ạ. Đồ nó là ngon luôn. Thế không đổi đâu. Đồ ngon thì không đổi anh em nhé. Light Split 3 sao. Lên được con Light Split 3 sao thì gậy xanh lại cho vào người của con ấy thôi. Nó Storm Shaman thôi. Có sẵn quả trứng đây rồi. Được không? Được đấy. Light Split này hoặc là Storm Shaman 3 sao thôi. Quá khỏe. Round này sẽ tiến bằng kiều đi. Round sau gặp Lạc Lạc là round 38-39 là kết thúc trận đấu. Chúng ta sẽ kết thúc trận đấu ở round 39 thôi. Sẽ không kéo đến round thứ 40 đâu anh em ạ. Đây rồi. Có BKB rồi kìa. Nhưng mà bạn ơi nhìn kìa. Vẫn đi rồi. Mà round này bị bắt cái con Light Split vẫn thẳng anh em ạ. Điều thật. Con Light Split của tôi bị bắt. Vẫn ăn được luôn. Thôi xong rồi còn gì nữa à? Sáu mét kẹp với cả sáu đá. Sáu mét kẹp sáu đá mà ăn kiểu gì tôi? Cái gì kìa? Ba trứng không lên nổi mua ta 3 sao. Mua ta là nó đánh ở level 9. Ông lên 10 ông kiếm 3 sao thì làm sao mà kiếm được. Đánh ở 9 thôi. Lên 10 xác định là chuyển bài. Đánh gì cái bộ đấy nữa. Đi chưa. Ui vẫn còn 3 máu á. Đúng như tôi dự đoán. À không. Thế thì kết thúc ở round thứ 38 thôi. Thậm chí là không đến 39. Thôi roll load. Xả hết cái đống tiền này kiếm Storm Shaman. Không được anh em ạ. Mặc dù roll rất là nhanh luôn mà nó lại không ra. Tôi có 20 giây để tôi roll 69 tiền. Anh em tin được không? Quá nhanh luôn. Thôi chơi kết thúc trận đấu rồi anh em ạ. Chịu à? Đối thủ không có cách nào hết. Có BKB, có 4 cái áo mưa thì đỡ làm sao. Chuẩn bị ngay từ giữa game rồi. Ok, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hay đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lại có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm hàng phục con chúa quỷ vô cùng kịch tính luôn. Anh em chưa xem, anh em xem với nhau hay lắm. Anh em cứ tin tưởng tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Con quái vật Velomancer với 20k máu thì nó khỏe cỡ như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.